tiền. Ok. Miu xin chào anh em, quay trở lại video clip của buổi chiều hôm nay. Thì bên em Miu cũng vừa thực hiện lắp ráp cho mấy ông anh đến từ Cẩm Giàng, Cẩm Giàng Hải Dương, lắp những bộ cấu hình cao kỳ đẳng cấp cuối năm 2021. Em Miu ngày nay sử dụng cấu hình với cặp loa SGX715 Mỹ, một cặp sở hữu đánh cục đẩy AP XS9004 đời cao, một vang số cao cấp BF Audio K3000, một quản lý nguồn của BBS và một bộ AP. Cũng như với tôi này, em yêu sở hữu cho ông anh hẳn một con súp Mỹ 50 JBL MBR 418S. Làm việc trong vòng 2 tiếng setup thêm cho ông anh một bộ loa với cặp loa JBL TR125, một con súp hơi Baroque Acoustic Bass 40 đơn, cũng sử dụng máy đẩy AP xịn luôn, vang số BF Mix AP. Đây là hai bộ cấu hình cực kỳ đẹp và hay. Và trong buổi sáng ngày mai thì bên em thực hiện lắp đặt tận nhà cho mấy ông anh trai đây. Xin lưu giữ kỷ niệm của mấy anh cái. Hàng lại tiếp tục về nha anh em nhá. Ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục về hàng. Đó là những cặp MR925 4738A về hàng, 825 về hàng, 4738 à. Quá đẹp luôn. 925 và 825 lại tiếp tục về. Và đặc biệt về hàng full shop đẳng cấp anh em nhá. Cặp loa full shop của Mỹ STX825. Full shop này chưa bóc được. STX825 full shop anh em nhá. Bóc thử một quả ra này. Mới công cộng, chưa dùng tại Việt Nam. Còn nguyên cả thùng shop. Đôi này thì đánh giá nó sẽ hay hơn 4733X. Thì sở hữu của nó 2 bát 40 và tép neo đẳng cấp này. Về đây nguyên kiện này, chờ đợi em này mãi mới hôm nay mới về đây. Thì bác nào mà muốn đầu tư để có giá tốt nhất cho cặp loa STX825 tại thị trường Việt Nam hiện nay thì alo trực tiếp cho em về thêm một cặp loa EV giá êm du cho anh em, EV Mỹ bát 30. Bác nào liên hệ em cho giá tốt xuất sắc của đôi này luôn, trực tiếp anh em nhé. Cảm ơn mấy anh em gái nhá. Đây mấy ông này toàn buôn ô tô thôi. Cẩm Giàng, đất của buôn ô tô. Chất luôn.